Hàng Hạ. Tác giả Đinh Mặc. Tập 30. Số liệu lần này mất đi vô cùng nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn, trang web không thể login được. Còn trên trang web chính của Phương Nghi đã có không ít khách hàng đang làm ầm lên, yêu cầu trang web trả lại số tiền đặt hàng. Đúng vào 10 giờ 15 phút, Hàng Hà nhận được điện thoại bệnh viện gọi tới. Lúc ấy, cô đang đứng trước cửa sổ, nghe xong quản lý kỹ thuật báo cáo, nhìn chằm chằm vào di động, ước chừng nó vang lên hơn 10 tiếng mới nhận. Hello? Là y tá cô quen biết, giọng nói hơi ngạn ngào truyền đến. Cô Mộc, Trương tiên sinh vừa cấp cứu, không có hiệu quả, đã qua đời rồi. Hàng Hà bỏ di động xuống, lúc này tất cả những người ở bên cạnh, cửa kính trong suốt, gian phòng bận rộn, mây trôi và ánh nắng bên ngoài, còn có vô số người sức đầu mẻ tráng phía sau, đột nhiên khiến cô cảm thấy không chân thật. Cô dường như không cảm nhận được thất bại trong gang tấc và sự đau buồn khi người bạn tốt qua đời. Tất cả đều không phải là sự thật. Cô xoay người lại, gọi quản lý kỹ thuật tới, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Trước buổi trưa có thể sửa được không? Quản lý kỹ thuật im lặng, cô gật đầu nói. Đừng lo, bảo mọi người tiếp tục cố gắng vất vả. Điều tốt nhất, nhất định phải nhận được sự công nhận của thị trường. Vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Tôi đi ra ngoài một chuyến, anh thay tôi quan sát, có việc thì gọi điện cho tôi. Quản lý kỹ thuật muốn nói lại thôi. Mộc tổng cô. Mộc Hàng Hạ dịu dàng cười với anh ta, xoay người rời đi. Mùa hè thực sự tới rồi, trời xanh mây trắng, đường phố cũng trở nên sạch sẽ, rộng rãi. Hàng Hạ lái xe, từ trước tới nay cô luôn lái xe rất chậm, hôm nay lại dùng tốc độ vô cùng nhanh xuyên qua thành phố này. Khi gió thổi vào mặt, cô đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, nhớ tới mùa hè mới quen Lâm Mặc Thần. Khi đó trời cũng xanh như vậy, đúng vào lúc cây dại đang chín, anh ở dưới trời xanh nắng ráo, đi vào siêu thị Nhạc Nhã đến trước mặt cô. Trong đêm mùa hạ bao la, ngồi xổm xuống, pha trò, mỉm cười với cô. Cô đột nhiên bật khóc, cô lấy tay lau nước mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Một giọng nói xuất hiện trong lòng cô, sẽ không, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nếu là sự thật thì sao? Nếu thật sự có liên quan đến anh, cô phải làm thế nào cho chu toàn đây? Cô không làm chu toàn được. Chạy đến cửa bệnh viện, ngay cả chìa khóa xe cũng quên rút ra. Cô mơ màng chạy vào, thấy y tá, thấy bác sĩ, ký rất nhiều chữ. Cuối cùng tới căn phòng u ám mà im lặng. Tất cả mọi người đi ra ngoài, để lại không gian cho cô. Cô nhìn Trương Tử đã được ra giường bao phủ, bỗng nhiên yếu đuối, ghé vào bên giường, không nhúc nhích. Giọng nói cô y tá vẫn còn mơ hồ bên tai. Trương tiên sinh nhìn máy tính, đợi hơn 3 tiếng, sau đó nhịp tim đập nhanh, qua đời. Anh ấy đi rất nhanh, cũng không đau đớn. Anh ấy không để lại di ngôn gì. Hàng Hà kéo ra giường, trên mặt Trương Tử ra, thoạt nhìn không khác gì với lúc anh ấy ngủ. Xung quanh yên tĩnh, không hề có bất kỳ tiếng động nào, nhưng cô cảm thấy đau đớn vô cùng như khoét vào tim. Cô mất đi không chỉ là một người bạn thân, mà còn có tín ngưỡng, còn có hứa hẹn, còn có ân nghĩa, còn có sự dũng cảm kiên trì đối với thiện và ác. Cuối cùng, cô cúi đầu xuống, bật khóc thành tiếng. Sau buổi trưa, Hàng Hà trở lại Phương Nghi. Khi cô đi vào văn phòng mình, quản lý kỹ thuật, Lục Chương, Hà Tĩnh, mấy người nữa đều đã chờ ở đó. Sắc mặt Hàng Hà thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng không giấu được đôi mắt sưng đỏ. Lục Chương thì tái nhợt,
im lặng không nói. Hằng Hà hỏi, đã điều tra xong chưa? Là nguyên nhân gì? Quản lý kỹ thuật đáp, không điều tra được thân phận đối phương, nhưng Mộc Tổng à, tôi và mấy vị quản lý đều đã bàn bạc. Chúng tôi cảm thấy là Phong Thần làm, cũng chỉ bọn họ mới có thực lực này, hơn nữa cũng là bên nhận được lợi ích trực tiếp. Cô im lặng, Hà Tĩnh mở to hai mắt, sắc mặt Lục Chương càng thêm lo lắng. Là ai để lộ tin tức? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Quản lý kỹ thuật dẫn đầu đáp, Mộc Tổng, không có khả năng vấn đề nằm ở bên tôi. Cô cũng biết người của chúng ta, tất cả đều là do cô và chủ tịch chọn trong mấy tháng, hoặc là nhân viên trung thành nhất với Phương Nghi, hoặc là nhân viên mới tuyển chọn có gia thế sạch sẽ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này chúng tôi đều làm việc khép kín, ngay cả nhà cũng không về. Xảy ra vấn đề không có khả năng là người của tôi. Hằng Hà nhìn anh ta một lát, từ chối cho ý kiến. Ánh mắt đã qua Lục Chương và Hà Tĩnh. Sau đó, cô chú ý tới sắc mặt Hà Tĩnh vô cùng mất tự nhiên. Tim Hằng Hà chùng xuống. Mọi người ra ngoài trước đi, Hà Tĩnh ở lại. Sắc mặt Hà Tĩnh càng khó coi, quản lý kỹ thuật xoay người rời đi. Lục Chương vẫn đứng yên. Hằng Hà ngước mắt lên liếc cậu ta. Đi ra ngoài. Giá mặt anh hơi thay đổi, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Trong phòng chỉ có hai người phụ nữ. Hằng Hà hỏi, sao lại thế này? Hà Tĩnh ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy Hằng Hà trước mắt có chút xa lạ, rất bình tĩnh, cũng rất lạnh lùng. Dường như cho đến lúc này, Hà Tĩnh mới ý thức được, cô không chỉ là người bạn tốt của mình, mà còn là người lạnh lùng, kiên quyết, quả cảm trong thương trường. Điều này làm cho Hà Tĩnh hơi hoảng hốt, cũng hơi khó chịu, cô ấy đáp. À, tớ không biết tại sao lại như vậy nữa, tớ không làm chuyện có lỗi với cậu. Vậy cậu có từng đề cập kế hoạch với bất kỳ ai không? Hà Tĩnh hơi sửng sốt, ánh mắt thay đổi. Tớ từng đề cập với Lâm Mặc Thần. Hà hít một hơi thật sâu. Tại sao cậu lại nhắc tới với anh ấy? Nước mắt Hà Tĩnh lập tức chảy ra. Tối qua anh ấy gọi điện đến hỏi cậu đang làm gì, tại sao lại đi tìm Trương Tử. Tớ chỉ là nói với anh ấy ngày mai cậu sẽ đẩy kế hoạch mới ra thị trường, nhưng đều là vì bạn bè. Tớ chỉ muốn hai người hòa thuận thôi, nhưng tớ không biết tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện này. Tớ thật sự không biết mà. Hằng Hà yên lặng nhìn cô ấy, trong ánh mắt ngần ngấn nước, nhưng cô đè ép xuống. Từ từ hỏi, anh ấy gọi điện thoại cho cậu? Hai người thường xuyên liên lạc qua điện thoại với nhau à? Hà Tĩnh lớn tiếng nói, không, không phải, a hả, cậu đừng có hiểu lầm, chỉ là thỉnh thoảng mới liên lạc thôi, hơn nữa anh ấy cũng không hỏi chuyện công tác của cậu. Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Hằng Hà, Hà Tĩnh cảm thấy không thể che giấu được, sau đó lấy tay che mặt. Xin lỗi a hà, mấy năm cậu rời đi, tớ từng nhận qua nấy một ít tiền. Tớ thực sự quá khó khăn. Tớ biết anh ấy vì cậu mới cho tớ tiền, cũng biết là không nên lấy. Nhưng sau đó, tiền đều bị chồng cũ của tớ tiêu hết, không còn. Hằng Hà cảm thấy hốc mắt đã sưng lên, rất nhiều cảm xúc phiền muộn xuất hiện. Cô hỏi, vậy rốt cuộc anh ấy nhận được từ chỗ cậu cái gì? Anh ấy mang tất cả thư cậu viết cho tớ đi, còn thường xuyên hỏi tin tức có liên quan đến cậu. Hằng Hà im lặng một lát nói, ngày hôm qua, sau khi cậu nói kế hoạch, anh ấy có phản ứng gì? Hà Tĩnh sợ hãi, sau đó thấp giọng đáp. Anh ấy không nói gì hết, cúp điện thoại luôn. Khi Hằng Hà từ trong văn phòng đi ra, Lục Chương chờ một lúc lâu lập tức ngăn cản cô. Cậu rất có nhiều lời ở trong lòng, nhưng lại không thể nói ra miệng. Hằng Hà ngước đôi mắt ẩm ướt cố chấp, tránh ra. Lục Chương thấy vẻ mặt cô không đúng hỏi, cô muốn đi đâu? Phong Thần. Trong lòng Lục Chương chấn động, bắt lấy tay cô.
Cô đi đâu? Tôi đi theo cô. Khóe miệng Hàn Hạ hiện lên nụ cười nhạt nhẽo. Bỏ ra, Lục Chương, tóc cậu còn chưa dài hết đâu. Tôi đi đâu không cần cậu theo. Lục Chương chưa từng thấy bộ dáng tùy tiện lạnh lùng của cô như thế. Trong lúc nhất thời, vừa thẹn vừa giận, tay cũng bị cô gạt ra, đứng tại chỗ buồn bực không nói nên lời. Mấy quản lý ở bên cạnh nghe thấy tin cũng chạy tới. Ánh mắt Hàn Hạ lạnh như băng quét qua bọn họ. Sau đó một mình đi về phía thang máy. Cô quay lưng về phía bọn họ nói: không ai được đi theo, tôi đi một mình. Chương 113. Lúc này là buổi chiều, đang trong tầng 1 tòa nhà phong thần sáng trưng. Thỉnh thoảng có người đến người đi. Khi Hàn Hạ bước vào, trong sảnh to như vậy lại yên tĩnh trang nghiêm. Cô đến trước quầy lễ tân. Cô gái lễ tân cười hỏi: xin hỏi cô có chuyện gì? Tôi tìm Lâm Mặc Thần, Hàn Hạ đáp. Cô gái lễ tân hơi sửng sốt, trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp bên cạnh, lại hỏi thêm: cô tìm chủ tịch, xin hỏi cô có hẹn trước không? Hàn Hạ nở nụ cười một chút nói: tôi gặp anh ấy khi nào cần hẹn trước chứ? Cô gái nhìn quần áo cô tinh tế, lai lịch không rõ ràng, nhất thời không có cách nào. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng nói: Hàn Hạ. Cô gái đáp: chào Tôn Tổng. Hàn Hạ quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Chí. Anh khoác áo vest trên cánh tay, bộ dáng vội vàng, hình như là mới từ bên ngoài trở về. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc đó dường như đều nhìn thấy sự bất thường trong mắt nhau. Tôn Chí nở nụ cười: em tới tìm cậu ta có việc à? Hàn Hạ không đáp, lập tức đi sang cửa thang máy thông thẳng lên lầu nói: quét thẻ. Tôn Chí hơi sửng sốt, lấy thẻ công tác ra quét cho cô. Hàn Hạ lập tức đi vào, Tôn Chí đuổi theo nói: Hàn Hạ, hôm nay cậu ấy họp cả ngày rồi, nếu không chờ buổi tối cậu ấy về, hai người từ từ nói. Cuối cùng lại thêm một câu: đừng kích động. Bước chân Hàn Hạ hơi dừng lại, quay đầu nhìn anh ta nói: Tôn Chí, em chỉ hỏi một câu thôi, có phải là các anh làm không? Nụ cười Tôn Chí bình tĩnh lạ thường. Em nói chuyện gì vậy? Sao anh nghe không hiểu? Vẻ mặt cô trở nên lạnh lùng, xoay người đi vào trong thang máy. Đừng đi theo. Tôn Chí đứng tại chỗ, nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại. Anh im lặng một lúc, bỗng nhiên đấm một phát lên tường, khẽ mắng: Sít! Thang máy nhanh chóng lên trên. Hàn Hạ nhìn chầm chầm con số trên cửa không ngừng tăng lên: 43, 44, 45. Cô im lặng hờ hững nhìn, chờ lên tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, cô gái lễ tân ở tầng này vừa bỏ điện thoại xuống, nhìn thấy cô. Có lẽ là đã nhận được lời dặn của Tôn Chí, không hỏi cũng không ngăn cản. Hàn Hạ đi vào trong, tới cửa văn phòng chủ tịch sâu nhất và yên lặng nhất. Ngay cả ngọn đèn nơi này cũng lạnh lạnh, khu vực rộng như vậy, xa hoa tinh xảo, trống trơn rộng lớn, lại chỉ có một căn phòng của anh. Ở sofa ngoài cửa, đang có hai người đàn ông ngồi, hình như đang đợi gặp anh. Bên cạnh bàn làm việc có một thanh niên trẻ tuổi, là trợ lý của Lâm Mặc Thần. Tôi là Mộc Hàn Hạ, tôi tới gặp Lâm Mặc Thần. Cô không biết người trợ lý, nhưng anh ta biết cô, lập tức ân cần cười nói: cô tới rồi, xin chờ một chút, tôi lập tức đi thông báo cho chủ tịch. Khi đó, hai người đàn ông ngồi trên sofa đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cô. Hàn Hạ cũng rất nhạy bén, ánh mắt đảo qua mặt hai người, dừng trên tấm thẻ trước ngực bọn họ. Một người là quản lý hạng mục cao cấp bộ phận thương mại điện tử tập đoàn Phong Thần, người còn lại là kỹ sư cao cấp bộ phận IT tập đoàn Phong Thần. Trong lòng cô hơi chấn động, mà ánh mắt hai người kia khi nhìn thấy cô, trong nháy mắt cũng giật mình. Tim cô chùng xuống, trong lúc nhất thời có cảm giác như đã chết lặng. Lúc này trợ lý đã gõ cửa, Hàn Hạ quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước, không đợi trợ lý thông báo đã lướt qua anh ta đi vào trong. Trợ lý ngẩng người ra, im lặng đóng cửa phòng lại. Phòng này ở hướng chính nam, cả phòng đều sáng sủa. Cửa sổ có thể nhìn được phong cảnh đẹp đẽ bao la của thành phố. Anh ngồi ở sau bàn làm việc, dáng vẻ cao quý, ngẩng đầu nhìn thấy cô.
Tình nhân mấy ngày không gặp, khi gặp lại, tình hình đã là như vậy. Hằng Hạ nhìn khuôn mặt anh vẫn tuấn lãng như trước, trong lòng như bị đá đè, đột nhiên khó mà thốt nên lời. Xung quanh yên tĩnh, trong không khí còn có mùi đàn hương. Anh im lặng chăm chú nhìn cô mấy giây, nở nụ cười nhẹ nhàng. Summer, tìm anh có chuyện gì? Hoàn toàn không sợ hãi, nội liễm ôn hòa. Đúng vậy, em có việc tìm anh. Hai người cùng im lặng. Anh không nhìn cô mà nhìn đi nơi khác, sau đó nâng chén trà trên bàn lên từ từ uống. Rõ ràng anh chưa nói gì, cũng chưa làm gì. Nhưng nhìn thấy bộ dáng của anh, trong lòng cô bỗng nhiên đau nhói. Trong nháy mắt lại muốn từ bỏ chất vấn, xúc động xoay người rời đi. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy ánh mắt của hai người ở cửa, Tôn Chí muốn nói lại thôi. Còn có Trương Tử nằm trên giường bệnh, bộ dáng bị vải trắng che phủ đều khắc sâu vào trong đầu cô. Trong lòng cô đau đớn nhưng vẫn cất tiếng. Trang web ISO bị hủy, Trương Tử đã mất, anh ấy không thể nhìn thấy giấc mơ của mình thành hiện thực. Cứ như vậy rời khỏi thế giới này. Lâm Mặc Thần nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt âm trầm như nước. Hãy nén bi thương. Em không nén được. Là ai đang tính kế? Là ai khiến em thất bại trong gang tấc, khiến anh ấy ôm hận mà mất đi? Anh nói xem là ai? Lâm Mặc Thần im lặng một lát, cười nhẹ. Em cho là anh ư? Em tới chất vấn anh à? Mặc dù đã sớm đoán trước, nhưng nhìn thấy anh phản ứng như vậy vẫn khiến trong lòng cô chợt buông lỏng. Nhưng cô phát hiện điều đó cũng không thể giảm bớt bi thương và oán hận của cô, bởi vì cô nghe thấy chính mình mở miệng hỏi. Anh dám nói không có liên quan gì đến Phong Thần không? Ánh mắt anh nặng nề và lạnh lùng, anh vẫn giữ thái độ im lặng. Trong không khí như có sự đau thương, Hằng Hạ như bị người ta lấy hết sức lực, cô nói. Lâm Mặc Thần, anh tự lo cho mình đi. Rồi cô xoay người muốn rời đi. Giọng nói của anh vang lên. Có ý gì? Mộc Hằng Hạ, những lời này có ý gì? Cô ngừng một lát đáp. Không có ý gì hết, em không muốn nói lại nữa. Coi như cảm xúc của em bất thường, anh cũng không cần tới tìm em nữa đâu. Nhưng vừa dứt lời, anh đã rời khỏi bàn, bắt lấy tay cô. Mộc Hằng Hạ, cho dù Trương Tử đã mất, ISO của em sụp đổ. Người hai công ty đấu nhau, người chết, ta sống. Nhưng hai chuyện này có liên quan gì đến chúng ta chứ? Hằng Hạ quay đầu lại, đối mặt với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng của anh, nói. Sao lại không liên quan chứ? Anh có biết lần này em quay về nước là vì Trương Tử không? Anh có biết ân của anh ấy đối với em không? Ý nghĩa của anh ấy đối với em? Cảm giác của em, cảm giác của em mấy ngày nay giống như ở dưới vách núi, cố gắng trèo lên trên, như đi trên miếng băng mỏng, cẩn thận từng bước một. Cuối cùng, chờ em đi đến bên cạnh vách núi, người của anh dùng một đạp đá em xuống, quỷ hết toàn bộ. Hiện tại em không chiếm được gì hết. Lâm Mặc Thần vẫn nắm chặt cổ tay cô, cảm thấy nực cười. Em về nước là vì Trương Tử à? Chính là vì anh ta? Vậy còn anh thì sao? Mộc Hằng Hạ, anh ở chỗ nào trong lòng em đây? Trong lòng cô quặn đau, cắn môi không trả lời. Anh vẫn giữ nụ cười lạnh lùng trên môi. Em nói, sau khi về nước, cảm thấy luôn ở dưới vách núi. Đây là cảm giác của em đối với tất cả mọi chuyện. Mộc Hằng Hạ, giấc mơ của anh đã khác rồi. Hoàn toàn khác với 7 năm trước rồi. Ở trong lòng em, rất nhiều người, rất nhiều chuyện đã quan trọng hơn so với Lâm Mặc Thần anh, đúng không? Trương Tử quan trọng hơn so với anh, giấc mơ quan trọng hơn so với anh, cái con mẹ nó đều quan trọng hơn so với anh. Mấy ngày nay anh đã coi như không nhìn thấy, chờ em đi làm chuyện phải làm, bởi vì trong lòng anh làm gì có thứ gì quan trọng hơn em được chứ. Nhưng Mộc Hằng Hạ à, hiện tại anh là gì trong lòng em chứ? Là gì đây? Em thực sự còn yêu anh không? Còn yêu anh không? Cô lập tức rơm rớm nước mắt, cảm thấy lời nói của anh giống như con dao nhọn sắc cắm toàn bộ vào trong lòng cô. Cô vô cùng khó chịu, có rất nhiều lời muốn nói,
nhưng lại không thốt nên lời. Không, không phải. Không phải cái gì chứ? Anh tập trung nhìn thẳng vào cô. Chương 114. Mộc Hoàng Hạ nhấc tay lên lau khô nước mắt, lấy lại bình tĩnh, sau đó thấp giọng nói: Lâm Mặc Thần, anh từng là giấc mơ của em. Không phải hiện tại anh không quan trọng, mà là rất nhiều con đường em đã quen đi một mình. Lời này vừa lạnh lùng vừa kiềm chế, Lâm Mặc Thần nghe vào trong tai lại không cảm thấy thoải mái ấm áp chút nào. Anh khẽ cười nói: Anh chờ lâu như vậy nhưng lại không chờ được em toàn tâm toàn ý. Em nói em ở dưới vách núi, vậy thì từ ngày em đi anh cũng đã hạ mình rồi. Em có biết hay không, khi anh biết đầu tư là do em mang về, sau đó anh có tâm trạng như thế nào không? Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ, anh hận không thể đi giết người, nhưng kẻ thù mà anh muốn giết lại là chính mình. Cô sợ hãi nhìn anh. Anh vẫn tiếp tục nói: Anh bắt đầu chờ đợi, cho tới bây giờ anh chưa từng chờ bất cứ ai. Anh bắt đầu chờ em. Anh nói với chính mình, lúc này đến lượt anh nhìn em sống cuộc sống rực rỡ, chói lọi. Như vậy mới có thể cảm nhận được tình cảm em từng trả giá vì anh. Nhưng Soma, người em đã trở lại, nhưng tại sao trái tim còn chưa trở về? Em đã biến trái tim anh thành cái gì vậy? Tại sao không chịu tin tưởng giống như năm đó, liếc mắt nhìn nó một cái? Hiện tại vì người khác, em lại muốn ném nó đi sao? Anh nói, Summer, có ý gì trong đầu, em cũng đừng nghĩ thực hiện được. Câu nói cuối cùng vừa lạnh lùng, vừa ác độc. Hằng Hạ nghe hiểu, cảm thấy uất ức, lại khó chịu. Trên đời này cũng chỉ có anh mới khiến cô uất ức, khó chịu như vậy. Cô muốn nói không phải như thế, lòng cô không giống như lời anh nói. Anh giống dĩ, không hiểu ý nghĩa của chính mình đối với cô cả đời này. Nhưng phải giải thích thế nào? Sự xa cách giữa hai người và sự tự bảo vệ chính mình của cô. Anh đừng nói nữa. Cô mạnh mẽ rút tay về, xoay người muốn đi. Lâm Mặc Thần bắt lại, lạnh nhạt nói. Còn muốn đi ư? Có phải có chuyện gì là em chỉ nghĩ đến bỏ đi không? Bỗng nhiên cô quay đầu lại. Bộ dáng trương tử vẫn còn quanh quẩn ngay trong cô. Cô biết hiện tại không phải là lúc thích hợp bàn chuyện tình cảm với Lâm Mặc Thần. Nhưng anh ở ngay trước mắt đang bức cô biểu lộ sự thật lòng. Cô thốt ra: Lâm Mặc Thần, anh có tư cách gì chỉ trích em chứ? Anh nghĩ rằng năm đó em bỏ đi vì anh sao? Chịu chia tay với anh? Anh nói trái tim em chưa về. Anh nói em không toàn tâm toàn ý đối với anh. Nhưng anh muốn em làm như thế nào đây? Mấy năm nay em đã quen không có anh rồi. Một mình em học tập, một mình em bước đi, một mình em ăn cơm, một mình em làm tất cả mọi chuyện. Khi ốm, chỉ có mình Trương Tử quan tâm đến em, không có ai cổ vũ khi thất bại. Chứ dù mờ mịt như thế nào, cũng chỉ có thể một mình tiếp tục đi. Bởi vì em không có con đường nào khác. Con đường chúng ta từng đi đã bị anh chặt đứt rồi. Em nghĩ anh đã quên em. Em cho rằng hai chúng ta không thể ở bên nhau nữa. Nhưng anh lại xuất hiện trước mặt em, nói cho em biết anh luôn chờ đợi, làm cho em quay đầu lại. Anh có biết cảm giác của em giống như hy vọng đã chết đi lại bị người khơi ra không? Anh hỏi em có muốn không? Em muốn chứ. Anh nói anh là người sắp chết đuối bắt được cây rơm cứu mạng. Chẳng lẽ em không phải sao? Em cẩn thận từng bước như vậy, cầm duy nhất một cây rơm trong đời này. Em thừa nhận mình không dám trả giá. Em thừa nhận mình do dự, sợ hãi. Luôn không dám gần gũi với anh. Nhưng là tại sao chứ? Tại sao em lại như vậy chứ? Anh có biết em đã sớm biết hai chúng ta không cùng một loại người không? Anh vĩnh viễn vì lợi ích trước mắt. Anh vĩnh viễn bình tĩnh là có tâm cơ. Cho dù đối với em cũng vậy. Em biết hiện tại anh rất thật lòng. Nhưng khi ở chung với anh,
Rất nhiều lúc em nghĩ anh làm như vậy là thật lòng hay là cố ý? Là dùng tình cảm hay là để cho em lún sâu vào hơn mà thôi? Em biết như vậy không đúng, nhưng em không khống chế được. Anh cảm thấy lần này em không nên nghi ngờ anh. Nhưng thương mại điện tử liên quan đến vận mệnh hệ trọng của Phong Thần. Em hiểu được tầm quan trọng trong cạnh tranh công việc, nhưng em cũng không nhịn được nghĩ tới em ở trong lòng anh có quan trọng bằng Phong Thần hay không. Hơn nữa, anh cũng đã từng nói nếu gặp ở trên thương trường, anh tuyệt đối sẽ không nương tay với em. Thị trường chứng khoán sa sút, tuy em không hiểu về đầu tư, nhưng vẫn sẽ rút tiền ra vì nước hỗ trợ. Bạn bè bên cạnh em cũng làm như vậy, nhưng anh nói như vậy là ngốc nghếch. Tiền của Phong Thần, tiền của anh đã sớm an toàn rời khỏi, bò bò giữ mình, thờ ơ lạnh nhạt. Em và anh giống dĩ không cùng một loại người, em muốn em tin anh 100% như thế nào đây? Tin anh sau này sẽ chắc chắn ở bên cạnh em, không bao giờ buông em ra, không bao giờ rời khỏi em nữa. Cho dù bầu trời sập xuống, cho dù tán gia bại sản, cho dù sinh tử chia lìa, cũng sẽ không ngừng yêu em sao? Nhưng Lâm Mặc Thần à, Mộc Hàn Hà đã từng đối với anh như vậy, không có gì ngăn cản được tình yêu của em dành cho anh. Vì thế, Lâm Mặc Thần, hiện tại anh muốn em làm như thế nào để yêu anh giống như trước đây? Một hơi nói rất nhiều chuyện, Hàn Hà cảm thấy đã dùng hết toàn bộ sức lực. Trong mắt cô đầy ngấn nước, nhưng mặt cô vẫn mang theo một nụ cười thê lương. Cô từ từ rút tay khỏi lòng bàn tay anh, lúc này anh cũng không mạnh mẽ giữ lại, chỉ nhìn cô thật sâu. Lâm Mặc Thần 33 tuổi, Lâm Mặc Thần cao quý trong giới kinh doanh nên không có nước mắt mới phải. Nhưng cô lại nhìn thấy trong đôi mắt anh, đôi mắt thâm sâu yên tĩnh, long lanh một hồ nước. Đã nói đến thế này rồi, cô không biết nói thêm gì nữa, chỉ cảm thấy càng thêm đau lòng. Cô cũng sợ sau đó anh sẽ nói điều gì sẽ khiến cô không chống đỡ nổi. Vì thế cô hắng giọng nói trước. Chúng ta dướng mắt nhiều năm như vậy, luôn vất vả, luôn quá khó khăn. Có lẽ chúng ta nên cân nhắc một lần nữa, có nên tiếp tục ở bên nhau hay không? Nói xong lời này, một bước một cô ra tới cửa. Cô không nên ở lại thêm một chút nào nữa. Nhưng khi đi tới cửa, cô lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Quá ra em nghĩ như vậy. Hàn Hà dừng lại, không cử động. Anh nói, quá ra ở trong lòng em, anh là người như vậy. Trong lòng cô đau nhói, quay mặt nhìn đi nơi khác, nuốt nước mắt ngược vào tim. Em yêu cũng được, hận cũng được, bằng lòng cũng được, không muốn cũng được. Lần này đừng nghĩ đến chuyện chia tay. Hàn Hà đi được một lúc, Tôn Chí thấy trong văn phòng Lâm Mặc Thần im lặng, cũng không dám tùy tiện đi vào. Quay đầu nhìn hai quản lý, lại cảm thấy khó thở, nắm tài liệu trong tay ném qua. Ai cho hai người làm? Ai cho hai người trong đêm không báo cáo lời nào đã làm? Gây ra quá nhiều họa, có biết hay không? Sắc mặt hai người kia hết đỏ lại trắng, kỹ sư IT cấp cao kia nói. Tôn Tổng, trong đêm chúng tôi nhận được tin tức, bọn họ sẽ có động tác vô cùng lớn. Chẳng lẽ nhìn bọn họ dẫm lên đầu chúng ta? Làm thì đã làm rồi, bọn họ cũng không điều tra được ra chúng ta đâu. Quản lý hạng mục thương mại điện tử cũng nói. Tôn Tổng, cho dù biết không phải là bọn họ muốn đưa sách lược trang phục mới, mà là muốn đẩy sản phẩm điện tử, nhưng chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ đứng trên được. Nếu chuyện này thành công, nói không chừng thực lực của Phương Nghi sẽ vượt qua Phong Thần. Sau này ở phương diện khác, chúng ta làm sao cạnh tranh được với bọn họ chứ? Bọn họ mượn khách hàng của chúng ta, ai có thể chịu, ai có thể nhịn được chứ? Tôn Chí nghe bọn họ vừa bất đắc dĩ, vừa ức chế Lâm Mặc Thần. Thậm chí, tác phong của quản lý sáng lập Phong Thần đều dựa vào điều kiện tiền đề, vô cùng cương quyết. Mỗi quản lý đều phụ trách một mặt công tác. Ai biết hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, cũng lạ là anh ta lại rất dung túng.
Anh ta nhìn hai người, trong đó kỹ thuật IT cấp cao kia là Lâm Mặc Thần phải dùng một số tiền lớn mời từ nước ngoài về. Anh thở dài nói, hai người chờ đi, chuyện này tôi cũng không bao che được cho hai người đâu. Tôn Chí lại gần cửa phòng Lâm Mặc Thần, nghe bên trong vẫn không có động tĩnh gì trước. Anh khẽ gõ hai tiếng, sau đó đẩy cửa ra. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, căn phòng trở nên u ám. Mơ hồ thấy bóng của Lâm Mặc Thần trước bàn làm việc, một tay đặt trên bàn, một tay chống lên trán, không làm gì hết. Tôn Chí chưa bao giờ là người cảm tính, nhưng Lâm Mặc Thần lúc này rõ ràng khiến người khác cảm thấy sự cô đơn xâm nhập vào trong xương cốt. Chủ tịch, đi ra ngoài. Giọng nói vô cùng lạnh như băng. Chương 115. Trời đêm quang đãng, một mình Hằng Hà lái xe trong dòng người đông đúc. Đèn giao thông đỏ rồi lại xanh, đèn neon sáng rồi lại tối. Cô bỗng nhiên hiểu được thành phố này lớn như vậy, cho dù ở lại bao lâu, cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Cô nhìn đường và cao ốc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cuộc nói chuyện đau thương với Lâm Mặc Thần. Cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, chỉ còn bộ dáng mơ hồ của anh dịch chuyển trong đó. Còn khi nhìn tới sao trời thưa thớt, sẽ lại nhớ tới Trương Tử, rồi đau thương và không cam lòng, tựa như hồ nước nháy mắt chiếm lấy lòng cô. Cô đã mất hết sức lực để thoát ra tình cảnh này. Trời đã tối đen, tổ hàng một Phương Nghi vẫn còn không ít người ở lại công ty, Lục Chương và Hà Tĩnh vẫn ở lại. Trong lòng hai bọn họ chứa đầy tâm sự, lo âu trầm mặc. Nếu Hằng Hà không trở lại, bọn họ không thể yên lòng vượt qua đêm nay. May mà cô đã về công ty trong đêm khuya. Khi Hằng Hà đẩy cửa vào văn phòng mình, lập tức Lục Chương từ phòng bên cạnh lao tới theo đuôi vào, đồng thời nhốt Hà Tĩnh ở ngoài cửa. Hằng Hà im lặng, cô bật đèn văn phòng, cũng không quay đầu lại nhìn cậu ta nói. Tuy hôm nay thất bại, nhưng qua mấy ngày nữa sửa chữa xong, trang web login lần nữa. Công việc còn lại cậu đều có thể chủ trì. Tôi đã gọi điện xin tạ tội với chủ tịch. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tạm rời đi một thời gian, giao hết cho cậu, làm cho tốt nhé. Lục Chương im lặng. Từ tối hôm qua say rượu thổ lộ với cô, tất cả chuyện xảy ra sau đó đối với cậu như một giấc mơ, tỉnh tỉnh, mê mê, đột nhiên xảy ra. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đại họa đã tới, bi kịch đến gần ngay trước mắt. Còn hiện tại, người phụ nữ cậu ta yêu thương, tôn kính, đau lòng này lại gánh vác tất cả. Cô muốn nhận lỗi rồi từ chức sao? Cô phải đi ư? Lục Chương cảm thấy trong lòng lao đao dữ dội. Trước kia, anh từng nghĩ tới trên đời này sẽ không thổ lộ ra với bất cứ ai, không có hy vọng với tình yêu. Anh là con của ông trời, ngậm thì vàng từ khi sinh ra, ngang ngược, thông minh, kiêu căng. Nhưng khi Trương Tử mất, tựa như một chiếc búa nện vào thức tỉnh. Hiện tại, Lục Chương đã biết không còn hy vọng gì rồi. Cả đời này, phần tình yêu này vĩnh viễn chôn ở trong lòng anh, cuối cùng không thể nói nên lời. Sau khi nói xong, Hằng Hà lặng lẽ ngồi xuống sofa, vùi mặt trong lòng bàn tay. Hằng Hà nhìn sang mái tóc đen được dán sau tai cậu trai trẻ tuổi này và chiếc cổ chính trực. Cô vô cùng bình thản, nở một nụ cười, vuốt tóc cậu ta, nhưng dần dần cảm nhận được sự ẩm ướt từ hai má cậu ta xuyên qua lòng bàn tay cô. Lục Chương khàn giọng nói, sư phụ, xin lỗi. Tay Hằng Hà dần ướt nhòa nước mắt của Lục Chương, da mặt cô trở nên hoảng hốt, im lặng một lúc, lại ngẩng đầu lên, thở dài. Đêm đã khuya, ngọn đèn trong thành phố này cũng đã tắt đi khá nhiều, nhưng ánh sáng còn lại càng rực rỡ hơn. Hằng Hà tựa vào bên cạnh cửa sổ, Hà Tĩnh cẩn thận đến gần. Hằng Hà nói, tớ sẽ rời đi một thời gian. Hà Tĩnh giật mình, cậu muốn đi đâu, đi một mình à? Hằng Hà gật đầu, lộ ra nụ cười xa lạ. Trước kia, từng đồng ý với Trương Tử,
Nếu anh ấy mất, sẽ đưa tro cốt của anh ấy đến một nơi. Nước mắt Hà Tĩnh lại chảy ra, nghẹn ngào không nói được gì. Hằng Hà nghiêng đầu dịu dàng nhìn cô ấy. Nếu cậu thương tiếc anh ấy, hãy giúp Lục Chương hoàn thành nốt hạng mục. Tớ nhất định sẽ dốc hết sức lực, liều mạng cũng phải làm cho xong. Hằng Hà chỉ khẽ mỉm cười. Hà Tĩnh nhìn bộ dáng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, vừa khóc vừa hỏi. Vậy cậu và lắm mặt thần. Hằng Hà nói. Không phải là anh ấy làm. Hà Tĩnh mở to hai mắt đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, vừa mừng vừa khóc. Thật vậy, thật tốt quá, vậy là thật tốt quá. Nhưng lúc này cô ấy mới phát hiện vẻ mặt Hằng Hà không quá vui vẻ hay thoải mái. Cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sau đó hỏi Hà Tĩnh. A Tĩnh, cậu nói rốt cuộc là tại sao mà hai người ở bên nhau? Là điều gì khiến cho bọn họ cuối cùng tách ra? Là tình yêu, niềm tin hay là số mệnh? Đời này chúng ta đều tìm kiếm tình yêu chân chính. Nhưng khi tớ đã thương tích đầy mình, mất đi phương hướng, phải phân biệt như thế nào? Nó vẫn là khát vọng suốt đời như cũ của tớ, vẫn đáng để tớ trả giá tất cả tìm kiếm sao? Cũng trong đêm khuya ấy, Lâm Mặc Thần trở lại căn phòng xếp trên lầu Phong Thần, chỉ bật một ngọn đèn ngồi trước cửa sổ. Cuối cùng Tôn Chí vẫn tiến vào, giọng điệu mềm mỏng hỏi. Còn chưa nghỉ ngơi à? Lâm Mặc Thần không đáp. Vậy hai người kia xử lý như thế nào? Lâm Mặc Thần ngẩng đầu nhìn anh ta. Nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Trong lòng Tôn Chí hơi tò mò, muốn nói lại thôi. Nhưng cậu phải mất một số tiền rất lớn mới mời được Tôn Mi từ Mỹ về. Quách Duyệt cũng là cấp dưới, đã đi theo cậu mấy năm. Hành vi của bọn họ là phạm pháp. Nhưng chạm vào ánh mắt của Lâm Mặc Thần, anh lại nuốt hết những lời muốn nói vào. Lâm Mặc Thần hỏi. Vừa rồi bảo anh hạch toán tài chính với danh nghĩa tôi trong thời gian ngắn hạn kiếm được tổng cộng là bao nhiêu? Tôn Chí bất an đáp. Dưới danh nghĩa cá nhân cậu, tất cả tiền mặt có thể đổi thành công trái, ngân sách ngắn hạn và tiền vốn rút khỏi thị trường chứng khoán thời gian trước, tổng cộng là 8,7 tỷ. Xong tập 30 Mạc Phụ Hàng Hà. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.